Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Trang Cooking. Hôm nay mình và các bạn cùng vào bếp để thực hiện món đậu cu ve xào mề gài. Một món ăn với cách làm đơn giản nhưng lại vô cùng hấp dẫn. Với miếng đậu xanh giòn, vừa ngọt vừa mọng nước. Miếng mề gà được tỉa hoa bắt mắt, thấm đẫm gia vị, hấp dẫn vô cùng. Mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện cùng mình nhé. Nguyên liệu hôm nay mình có chuẩn bị bao gồm có 400g đậu cu ve, 2 củ hành khô, 200g mề gà, gia vị gồm nước mắm, hạt nêm, hạt tiêu và dầu hào. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị ở đây một thau nước, cho vào đây một thìa canh muối. Tiếp đến thì mình sẽ cho phần mề gà vào. Mình sẽ dùng dao để loại bỏ bớt các phần gân mỡ và cạo cho mề gà được sạch. Khi mua mề gà thì các bạn có thể chọn những cái mề gà to, thì khi mình tỉa hoa thì hoa sẽ được bắt mắt hơn. Mề gà và đậu cô ve thì đều là mẹ mình gửi ra nên không được to lắm, nhưng mà ăn sẽ rất là ngon các bạn ạ. Loại sạch mỡ rồi thì bây giờ mình sẽ cho vào đây nửa quả chanh và thêm một chút muối. Các bạn bóp cho thật sạch, sau đấy mình rửa lại với nước. Tiếp đến thì mình sẽ đi thái mề gà các bạn nhé. Mề gà thì mình sẽ cắt làm đôi. Sau đấy thì mình sẽ khứa cắt đường dọc miếng mề gà. Các bạn khứa hai bên và mình khứa nhẹ tay để miếng mề gà không đứt nhé. Sau đấy thì mình sẽ quay ngang. Lần 1 mình sẽ thái chưa đứt hẳn và lần 2 thì mình sẽ thái đứt hẳn. Với cách thái này thì miếng mề gà một chút nữa khi mà trần bên thì sẽ rất là đẹp. Bạn cứ làm lần lượt như vậy cho đến khi hết nhé. Món mề gà thì có rất là nhiều cách chế biến khác nhau. Tuy nhiên thường là mình sẽ hay tỉa hoa để xào với đậu cô ve, xào với mướp hoặc là với giá đỗ thì ăn rất là ngon. Tiếp đến thì mình sẽ đi sơ chế đậu. Đậu mua về thì bây giờ mình sẽ đi tước bỏ phần sơ ở hai bên rìa. Đậu cô ve khi mua thì các bạn nên chọn đậu tươi và non, thì khi mình xào ăn sẽ được giòn và ngon hơn. Sau khi tước bỏ phần sơ ở hai bên rìa thì bây giờ mình sẽ đi thái chéo. Thường là mình sẽ đi thái trước khi rửa để mình sẽ loại bỏ được các cái phần đậu sâu nếu có. Hồi bé mình vẫn nhớ ở nhà thì rất là hay ngồi nhặt rau buổi sáng với bà. Thì phần đậu này thì thường là hai bà cháu ngồi ở hè tước xong là sẽ tiện tay bẻ làm đôi luôn. Tuy nhiên bây giờ khi mà chế biến thì mình thường thích là sẽ thái chéo để phần đậu trông được bắt mắt hơn. Đĩa đậu xào trông nhìn bắt mắt thì ăn cũng sẽ cảm giác ngon hơn. Đậu sau khi thái xong thì mình sẽ đi rửa sạch với nước muối pha loãng. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị ở đây một nồi nước, cho vào đây một thìa canh muối và một củ hành khô. Để trần mề gà cho mề gà được sạch và thơm. Khi nước đã sôi thì mình sẽ cho mề gà vào trần. Mình chỉ trần sơ trong khoảng 30 giây thôi, tại vì một chút nữa thì mình sẽ đi xào mề gà. Các bạn trần kỹ quá thì một chút nữa khi mà xào thì mề gà sẽ quắt lại và không còn được đẹp. Tiếp đến thì mình sẽ cho vào chảo khoảng 2 thìa canh dầu ăn. Hành khô chuẩn bị 2 củ thì 1 củ mình mang đi trần mề, củ còn lại thì mình sẽ đi thơm để xào mề gà các bạn nhé. Khi hành đã thơm rồi thì mình sẽ cho mề gà vào để đảo cùng. Mình đảo nhanh tay trong khoảng 30 giây thôi, sau đấy thì mình cũng sẽ cho đỗ vào để đảo luôn. Để đậu ăn được giòn và ngọt thì mình sẽ xào đậu trên lửa lớn. Và các bạn đảo nhanh tay để đậu được chín đều nhé. Đảo được khoảng 2 phút thì mình sẽ nêm vào đây một thìa canh nước mắm, 1/2 thìa canh hạt nêm và 1/2 thìa cà phê hạt tiêu. Thêm một thìa canh dầu hào. Sau đó thì mình sẽ đảo đều tay trong khoảng 3 phút để phần đậu và mề gà được ngấm đều gia vị. Cuối cùng thì mình sẽ bày đậu ra đĩa để thưởng thức thôi. Bây giờ thì mời các bạn cùng ăn thử với mình để xem thành phẩm ngày hôm nay có vị như thế nào nhé. Đậu rất là xanh, ăn rất là giòn, ngọt và mọng nước. Phần mề gà được tỉa hoa bắt mắt, ăn thấm đẫm gia vị rất là ngon. Vậy là với cách làm rất đơn giản thì các bạn đã có ngay một món ăn vô cùng hấp dẫn cho cả gia đình cùng thưởng thức. Vậy là video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy video của mình hôm nay hay, các bạn nhớ bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn có một ngày mới bên gia đình thật vui vẻ và hạnh phúc. Hẹn các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye!